Chào tất cả anh em sưu tầm đồ quân đội Mỹ. Chúc mọi người sưu tầm được những món đồ mà mình yêu thích chuẩn quân đội Mỹ. Xin giới thiệu anh em chiếc áo khoác M65 của quân đội Mỹ, màu xanh lưu, sản xuất năm 1965. Đời đầu của áo khoác M65. Còn cái đời trước đó là M51, không có khóa cổ, không có mũ giấu ở trong cổ. Áo thương hiệu đứng hàng đầu thế giới. Nhiều năm trở lại đây thì anh em sưu tầm để chơi những chiếc áo hay là những món đồ của quân đội, những cái quân đội, những cái nước lớn ở thế giới là nhiều, trong đó có đứng hàng đầu là quân đội Mỹ. Sưu tầm mời anh em alo cho cái số điện thoại là 0902194222. Ngoài chiếc áo này ra thì anh em mà cần cái món đồ gì của quân đội Mỹ thì cứ alo, nếu như mình có thì mình xin được giới thiệu và phục vụ.